Chào mừng tất cả các bạn đã đến với gcimedia.com. Trong tutorial ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm màu sắc cho một video. Cụ thể, trong tutorial này là một tông màu vàng pha một chút tím. Thì để thực hiện tutorial này, chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Adobe After Effects. Mà ở đây tôi sử dụng After Effects CS6. Và chúng ta sẽ chỉ sử dụng các plugin sẵn có của phần mềm này thay vì sử dụng các plugin của các bên khác. Tại sao tôi lại lựa chọn phương án này? Bởi vì sử dụng các plugin sẵn có của After Effects sẽ giúp cho các bạn có máy tính chỉ có cấu hình vừa phải và yếu có thể render một cách nhanh chóng hơn so với việc sử dụng các plugin của các hãng khác. Để bắt đầu tutorial ngày hôm nay, chúng ta sẽ kéo cái video chúng ta muốn làm màu xuống. Chẳng hạn ở đây cái shot mà tôi sử dụng, nó là một shot quay vào máy ảnh và có phần hơi bị cháy sáng một chút. Và tông màu ban đầu của nó là một màu có phần hơi thiên về hướng về xanh nước biển một chút. Và để thay đổi màu sắc của video này, tôi sẽ sử dụng plugin Triton của After Effects. Thì các bạn có thể search ở ô search Effect and Preset. Thì sau khi các bạn áp cái hiệu ứng này vào thì các bạn có thể thấy video của chúng ta chuyển thành một tông màu trắng và pha nâu và đơn sắc. Thì mỗi cái khuôn vùng màu này nó tương ứng với từng phân vùng màu ở trên cái plugin Triton này. Các bạn có thể thấy vùng highlight hoàn toàn chuyển sang màu trắng, vùng midtone là vùng mặt mũi chuyển sang màu nâu, và vùng shadow thì là tóc màu đen. Thì chúng ta sẽ đổi vùng highlight thành màu da cam. Các bạn có thể thấy vùng highlight và cái video của chúng ta đã được đổi sang màu da cam. Thì ở đây cái vùng midtone tôi cũng vậy, tôi cũng đổi sang màu đấy. Còn riêng vùng shadow chúng ta sẽ chọn lựa một cái màu xanh dương. Các bạn có thể thấy sau khi chúng ta phủ màu lên thì toàn bộ video bị phủ một cái tông màu cam và xanh. Để thay đổi cái mức độ phủ màu, chúng ta dùng Blend with Origin giống như Opacity vậy. Các bạn có thể thấy thì ở đây tôi kéo xuống còn độ 80%. Các bạn có thể thấy là cái video chúng ta đã được phủ một cái tông màu nó ấm một chút cam. Thì sau đó thì bây giờ chúng ta có thể thấy là sau khi phủ cái lớp màu này lên thì cái khung hình của chúng ta bị mất đi độ tương phản và saturation của nó cũng bị giảm đi. Vì để lấy lại cái này tôi sẽ sử dụng hiệu ứng level. Các bạn cũng search ở ô hiệu effect. Đây các bạn có thể thấy bây giờ chúng ta sẽ xử lý màu ở kênh RGB. Đây tôi sẽ tăng cái input black lên để lấy lại độ tương phản. Các bạn có thể thấy sau khi chúng ta kéo lên thì cái độ tương phản của nó đã lấy lại được và màu sắc trở nên sâu và đậm hơn. Đây tôi sẽ hạ cái gamma của cái này xuống một chút thì các bạn thấy có thể là tối đi hơn. Sau đó tôi sẽ lấy lại một chút bằng output. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển qua kênh red. Ở đây tôi sẽ hạ input xuống để tăng cái màu vàng lên. Ở đây chúng ta sẽ chỉ xuống độ -10.2. Các bạn có thể thấy thì nó đã tăng cái độ màu vàng ở trên cái khung hình này. Xó sang kênh green. Ở đây tôi sẽ tăng input lên 5 để lấy một chút màu tím. Còn ở kênh blue thì tôi sẽ hạ input xuống để lấy một chút màu xanh. Ở đây thì hơi quá rồi. Đấy, như các bạn thấy chúng ta đã có được một cái tông màu nó khác hẳn so với cái tông màu ban đầu và nó thiên về phía màu hồng tím hơn. Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng đến convert để tăng độ sáng một chút cho cái phân vùng midtone của chúng ta. Đấy các bạn có thể thấy cái vùng midtone của chúng ta trở nên sáng hơn.
Do tôi sử dụng Selective Color. Thì cái Selective Color này nó cũng giống như Selective Color ở trong Photoshop thôi. Nó dùng để tinh chỉnh từng vùng màu ở trên khung hình. Giờ đây tôi sẽ tinh chỉnh vùng red một chút để tạo được ra một cái tông màu nó bớt đỏ hơn và làm cho màu da trở nên thật hơn thay vì bị đậm như này. Đây tôi tăng cyan lên. Đó, để thấy màu da của chúng ta trở nên bớt đậm hơn và tôi tăng magenta lên một chút để lấy lại màu da. Người ta các bạn có thể điều chỉnh rất nhiều tông màu khác như vàng hay xanh các thứ, nhưng ở đây tôi sẽ chỉ điều chỉnh tông màu red thôi để điều chỉnh lấy lại màu da. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng đến Hue Saturation để tăng độ đậm nhạt của cái video này, thì tôi tăng nó lên độ 4. Như các bạn thấy sau khi tăng lên thì màu sắc được tăng lên đậm hơn so với ban đầu. Và sau đó thì tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh một chút ở Selective Color. Thì ở đây tôi sẽ điều chỉnh lại cái vùng cyan đằng sau. Đây tôi muốn cho vùng cyan nó bớt đi và nó biến mất thành một cái vùng bị xóa nhòa. Rồi và tôi cảm thấy được rằng là cái màu này nó đã hợp với mắt của tôi. Chúng ta điều chỉnh lại một chút. Rồi à, bây giờ thì chúng ta sẽ xem những gì chúng ta đã làm. Các bạn có thể thấy chúng ta đã chuyển từ một cái tông màu nó xanh nước biển sang một cái tông màu nó vàng ấm và pha một chút tím mộng mơ, và để tạo thêm một điều chỉnh được cái ánh sáng của nó thì tôi sẽ tạo một lớp solid và để tông màu là đen. Sau đó tôi sẽ tạo một lớp mesh cho nó bằng việc dùng pen tool. Các bạn có thể ấn nút tắt là G, vẽ như vẽ ở trong Photoshop thôi. Đây các bạn có thể thấy chúng ta có một cái vùng đen ở trên khung hình, và để chúng ta sẽ đảo ngược cái vùng mesh này ra bên ngoài bằng việc chọn subtract. Các bạn có thể chọn subtract. Sau đó các bạn có thể thấy là cái vùng đen này nó bao quanh khung hình và trông rất là xấu. Thì đây chúng ta hạ opacity xuống 40%. Tuy nhiên thì sau khi hạ opacity thì cái nó vẫn cứ ám lên khung hình, và để tiêu trừ điều này thì chúng ta dùng mask filter. Các bạn có thể thấy nó dàn đều cái vùng đen này ra như các bạn thấy trên khung hình. Sau đó tôi dùng expansion để điều chỉnh những cái vùng sáng can thiệp vào. Các bạn có thể thấy. Rồi, và như vậy tôi thấy nó đã hợp với mắt tôi. Ở đây tôi cảm giác có phần màu hơi bị sáng thì tôi sẽ hạ bớt. Đấy. Rồi, và như các bạn đã thấy thì chúng ta đã tạo ra một cái tông màu nó khá là ấm áp, và theo tôi là tôi thấy nó rất là lãng mạn. Và chúng ta chỉnh lại một chút curvet do khung hình hơi bị sáng. Rồi, và chúng ta đã thấy được chúng ta đã tạo ra được một cái tông màu nó khác hẳn so với tông màu ban đầu. Nó là một tông màu hồng và mang màu ấm áp. Chúng ta cũng sẽ xem lại cái thành quả chúng ta đã làm được. Các bạn có thể thấy việc sử dụng các plugin sẵn có của AE giúp cho chúng ta có thể render nó một cách nhanh chóng hơn so với ban đầu. Và tutorial hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những tutorial sau. Cho dù tan vỡ, nào có ngờ.
chỉ là giây phút thôi.